Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tường Vân kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Đồng hành Cúp Truyền hình 2018. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Tô Đông Á. Như vậy là hành trình 30 chặng của cuộc đua lần thứ 30 năm 2018 Non Sông Liền Một Dải đã đi được một nửa. Và trong đó có những chặng đua ski lần đầu tiên được diễn ra ở Lạng Sơn và Quảng Ngãi. Hôm nay cuộc đua tiếp tục được diễn ra ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Và bên cạnh những màn so tài kịch tính giữa các vận động viên, thì người dân Tuy Hòa và các vận động viên cũng được thưởng thức những tiết mục văn nghệ vô cùng hấp dẫn từ những người nghệ sĩ nổi tiếng đồng hành cùng cuộc đua. Từ lúc em đi là 5 giờ sáng, rồi gà ra đây là 7 giờ. Trường Nguyên, cố lên, cố lên. Trước hết thì tôi rất là cảm ơn Đài Truyền hình thành phố và ban tổ chức cuộc đua, nhà tài trợ Đông Á đã đưa cái đội đua đến Phú Yên, đến thành phố Tuy Hòa. Hôm qua tôi rất bất ngờ khi mà mọi người dân gặp bí thư tỉnh ủy và nói rằng là Tuy Hòa là vui quá. Đó. Và vì sao vui là vì cái hình ảnh flycam á nó bay và nó đưa hình ảnh Phú Yên lên cho cộng đồng mà hiểu, và thực sự là một cái hoạt động rất là sôi động ở đây. Dạ, ở đây thì các khán giả ông ra coi rất là đông, nên là cũng là tuy là rất là nắng gió nhưng mà đấy cũng là một cái động lực để bọn em thi đấu hết mình. Đó cũng là cảm xúc của tất cả các vận động viên và thành viên đoàn đua cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Non Sông Liền Một Dải nhận được từ nơi đây, Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, trong lần đầu vòng đua ski được tổ chức. Chặng đua dài 44 km càng ý nghĩa hơn khi đánh dấu 1/2 cuộc hành trình lịch sử 30 chặng của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Non Sông Liền Một Dải. Ở đây, nắng lên rất nhanh, chiếu nóng cả trục đường Hùng Vương. Trời trong xanh cùng sắc hoa tươi thắm hai bên đường càng tô điểm cho bức tranh thi đấu vô cùng sôi nổi ngay trung tâm thành phố. Thanh niên, các cô bác lớn tuổi, chị em phụ nữ và ngay cả các em bé, mỗi người mỗi kiểu thưởng thức và cổ vũ riêng cho các tay đua. Đường xá thì nó làm văn trang đẹp, độ mới hơn nhiều mấy năm chưa kìa. Thì nó lần đầu tiên là thấy đoàn đua ở đây Phuyên là đã tổ chức là rất là tuyệt vời, hồi xưa giờ chưa có. Tôi rất thích cái đoàn mô tô, rất thích coi đoàn mô tô, năm nào cũng tôi cũng có đi coi hết. Tại vì thấy chiếc xe nó đẹp quá. Sau hơn một giờ đồng hồ, trời trở nên rất nóng. Nhiệt độ cao đặc trưng ở thành phố miền Trung vẫn chưa thể so sánh với sức nóng từ những màn tranh tài giữa các vận động viên khi bước vào những vòng đua cuối cùng. Người dân theo dõi trực tiếp cuộc đua hai bên đường đã không thể ngồi yên khi các tay đua gần cán đích. Để tăng tính giải trí cho cuộc đua, phục vụ khán giả cả nước, đồng hành trong những chặng đua xuyên suốt 30 chặng, còn có các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn và cổ vũ cho các đội. Thì khi mà mình đua hay là mình thi đấu cái gì đó thì quan trọng nhất là cái sự cổ vũ. Thì Harry mong muốn là các anh chị cứ thấy mấy anh đó là thì mình có thể cổ vũ là cố lên cúp xe đạp. Cũng muốn gửi lời cảm ơn là tại vì một cái chương trình có ý nghĩa lớn như thế này mà mời Harry cảm thấy rất là vinh dự. Có ca sĩ đến hát thì đó là tạo thêm không khí náo nhiệt cho các vận động viên và giảm đi sự mệt nhọc của cuộc đua vừa xong. Chặng đua đánh dấu nửa lộ trình đã qua của cuộc đua cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 30 khép lại với những diễn biến hấp dẫn. Khi Nguyễn Thành Tâm của Hạt Ngọc Trời An Giang giành áo vàng từ tay Huỳnh Thanh Tùng của quân khu 7. Cuộc đua đang ngày càng kịch tính ngay thời điểm bước vào điều kiện thời tiết nóng nực. Nắng sẽ tiếp tục gắt hơn cùng các ngọn đèo xuất hiện trở lại. Các tay đua chắc chắn vẫn sẽ thi đấu kiên cường, cống hiến cho khán giả hâm mộ cả nước những màn tranh tài hấp dẫn. Vâng, khép lại chặng đua thứ 15 cũng là lúc đoàn đua cúp truyền hình hoàn thành được một nửa chặng đường. Và bên cạnh những diễn biến vô cùng hấp dẫn, sôi nổi, có tính chuyên môn cao, thì trong hành trình Non Sông Liền Một Dải của cuộc đua còn mang đến những hoạt động thiện nguyện vô cùng ý nghĩa nơi đoàn đua đi qua. Phú Yên, vùng đất hoa vàng trên cỏ xanh, thiên nhiên sơn thủy hữu tình, núi nhạn sông Ba gành đá dĩa tuyệt đẹp.
Nhưng hôm nay, các thành viên trong đoàn chúng tôi lại muốn tìm đến địa chỉ cách thành phố Tuy Hòa 60 km, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, nơi các em học sinh nghèo hiếu học đang chờ đón. Vậy thì ở nhà mình thì thường mình đi học bằng gì hả Ngọc? Đi bộ. Đi bộ hả? Đi bộ hết bao nhiêu cây số? Dạ 2-3 cây số. Là một mình tự đi học hay là ba mẹ đi cùng nè? Tự một mình đi học, ba mẹ đi chặt mía ăn khê, còn một mình em ở nhà bà ngoại. 2-3 cây số là mình đi trong bao nhiêu lâu ta? 1 tiếng, 2 tiếng cô. 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ? Dạ xa lắm cô. Ước mơ của em là gì? Ước mơ của em sẽ học thật giỏi và được các thầy cô yêu mến. Xuân Lãnh là một xã miền núi nằm ở phía tây bắc tỉnh Phú Yên với 1/3 dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Cuộc sống nơi đây còn rất nhiều khó khăn. Hầu hết các em nhỏ ở đây phải đi bộ từ nhà đến trường 1-2 tiếng đồng hồ để đến với con chữ. Các em học sinh có mặt tại Ủy ban Nhân dân xã hôm nay đều là những em thuộc hộ nghèo, nhà cách xa trường học đến nhiều cây số. Chính vì vậy, ban tổ chức cuộc đua cấp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2018 Non Sông Liền Một Giải đã cùng với người bạn đồng hành, công ty Phúc Ngọc Anh trao tặng 20 chiếc xe đạp cùng 600 ba lô, nón, áo mưa, 6.000 quyển tập đến với các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở của xã. Ngoài ra, ban tổ chức cuộc đua còn trao tặng một chiếc TV 40 inch đến Ủy ban Nhân dân xã để phục vụ nhu cầu sinh hoạt giải trí của bà con nơi đây. Thì tôi cảm thấy rất là an hái và vui mừng và cảm ơn nhà trường đồ cũng được giúp đỡ để cho con tôi được đi học nay mai. Học môn tin nó khỏi nhờ vả bạn bè nó nữa. Tới vừa học thì nó cũng chuẩn bị nó lấy xe nó đi cùng bạn bè nó. Một chiếc xe đạp với nhiều người, đó là thứ vô cùng bình dị. Nhưng với các em học sinh nơi đây, quà tặng này là cả một tài sản quý giá. Từ hôm nay, cô bé Mang Thị Ngọc cùng với những người bạn của mình sẽ không còn phải dậy từ rất sớm để đi bộ quãng đường dài đến trường dưới cái nắng đổ lửa của miền Trung nữa. Chúc các em thật nhiều sức khỏe, cố gắng học tập thật tốt nhé. Em rất là vui khi nhận được một cái xe đạp. Em sẽ cố gắng học thật giỏi. Vâng, thưa quý vị, có thể nói sau một chặng đua rất là nắng nóng thì chúng tôi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi mình có thể đem đến những niềm vui đối với các em. Và đó chỉ là một hành động nhỏ thôi, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp cho các em có thêm niềm vui, niềm tin để các em có thể có điều kiện tốt hơn để học tập. Và những ngày lưu lại ở tỉnh Phú Yên tôi nghĩ rằng sẽ là những ngày vô cùng ý nghĩa và để lại dấu ấn khó phai cho các thành viên trong đoàn đua. Và đến đây thì chương trình Đồng Hành Cúp Truyền Hình ngày hôm nay xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Những ứng viên vua leo núi đã chính thức xuất hiện. Louis Desriac 12 điểm, Lê Ngọc Sơn, Javier Perez, Nguyễn Tấn Hoài cùng 8 điểm, Phan Hoàng Thái 7 điểm. Ai sẽ là người chinh phục ngọn đèo cả cao 330m trong chặng 16 từ Tuy Hòa đi Nha Trang để chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh danh hiệu vua leo núi? Điều kiện thời tiết gió ngang, gió ngược nên có thể sẽ có nhiều biến động về thành tích cá nhân cũng như đồng đội sau chặng này. Mời quý vị đón xem buổi truyền hình trực tiếp chặng đua đường trường cực kỳ hấp dẫn này vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 4 trên kênh HTV9, HTV Thể thao, fanpage HTV Thể thao và kênh YouTube HTV Sport. We'll be right back.